thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Hôm nay ngày thứ hai giờ California nha. Thưa quý vị, một ngày tuần mới trong tuần mới bắt đầu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một số tin tức quan trọng trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay tính qua tính lại thì chúng ta thấy rằng cuộc bầu cử sắp đến rồi. Hôm nay là ngày thứ hai, còn đúng hai tuần lễ nữa là chúng ta sẽ đi bầu ai sẽ đắc cử tổng thống Mỹ cho nhiệm kỳ tới ông Donald Trump hay bà Kamala Harris ngày hôm nay bản tin chúng ta có một số tin tức khá nhiều liên quan đến vấn đề bầu cử này cái bản tin đầu tiên ấy, chúng tôi gửi đến quý vị người ta đang đặt vấn đề như này liệu ông Trump có một con đường nào khác cực đoan hơn để chiếm lấy chiếc cơ tổng thống ngay cả trường hợp nếu ông thất cử trong cuộc bầu cử sắp tới thì một nhà phân tích của đài truyền MSNBC đã nói về vấn đề này cuộc đời được một cái cái, 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 sự lựa chọn đó có thể có nhưng mà rất khác với lần trước như thế nào chúng ta biết là năm 2020 ông Trump thua cử về tay ông Biden ông ta tuyên bố là cuộc bầu cử bị đánh cắp buộc bầu cử bị gian lận cho dù sau đó gần như hầu hết các viên chức của quốc hội các viên chức của liên bang tiểu bang các viên chức của cộng hòa dân chủ hầu hết đều cho rằng cuộc bầu cử rất là tốt đẹp trong sáng và chính xác gần như tuyệt đối có thể có một số sai sót rất nhỏ nhưng sai sót đó không hề ảnh hưởng tới cái kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử do vậy ông trump nói láo ông trump muốn chiếm cuộc chiếm chức tổng thống một cách bất hợp pháp và ông đã nấn ná không muốn bàn giao đại quyền chức tổng thống cho ông biden sau đó vào giờ chót vợ chồng con cái mới khăn gói mới rời khỏi tòa đó trên cái, cái, bệnh mà thèm chức thèm quyền quyền được nó rất là lớn thì ngày hôm nay ông ra tranh cử đại Chức tổng thống 2024 và rất có thể ông đắc cử. Cuộc bầu cử rất ngang ngữ với bà Kamaris. Cuộc bầu cử rất là năm ăn năm thua với bà Kamaris. Thì nếu ông thua, người ta đặt vấn đề như vậy, nếu ông Trump thua, nếu ông Trump lại thua, thì một vấn đề đặt ra trong đầu của nhiều người Mỹ là ông ta có cách nào đó để chiếm cái chức tổng thống hay không? có cách nào có chiếm chức tổng thống hay không thì vấn đề này câu trả lời được một số ký giả lớn nhiều ký giả của một số đại truyền mỹ lớn đã tiên đoán rằng rất có thể có wow thua không làm tổng thống mà lại thua một bầu cử tổng thống thì lấy cớ nào ông sẽ có thể chiếm được cái chức tổng thống đó là câu hỏi nhiều người muốn biết Và họ đào sâu vấn đề này liệu có khả năng thực hiện được hay không và nước Mỹ có đứng trước ác mộng nào đó hay không thưa quý vị. Thì hoàn toàn cái khả năng này có thể xảy ra. Hoàn toàn khả năng này có thể xảy ra. Thì sau đây chúng ta sẽ nói chuyện xảy ra như thế nào. một nhân vật tên là ký giả Kai Chin, một ký giả phụ trách về vấn đề pháp lý, ký giả cao cấp và phụ trách về vấn đề pháp lý của cái hệ thống politico của Mỹ và một trong những tác giả của cuốn sách của con đường thực tế, một hoàn cảnh thực tế và Trump có thể thua cuộc bầu cử và có thể cướp chức tổng thống bất cứ cách nào và cái cuộc nói chuyện đó đã được trình bày trong chương trình truyền hình The Morning Show. Cho vậy chúng ta nói câu chuyện này ra là câu chuyện gì? Cái tiền đề là nếu ông Trump thua cử lần này và hiện nay ông Trump không là tổng thống, có cách nào ông Trump đoạt cướp quyền trước tổng thống không? Và có thể thành công hay không? Thì câu trả lời là có, thưa ừ. quý vị. Thì những người mà họ nói câu chuyện trả lời có này đó, là gồm nhiều ký giả Mỹ của đài truyền hình Politico và nhiều ký giả Mỹ của đài truyền hình Morning Show trong chương trình Morning Show của một đài, 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 một đài truyền hình Mỹ như vậy vấn đề này nó lớn và cái giới ký giả cũng bàn vấn đề này thì ngày hôm nay cả báo Việt Nam chúng ta cũng bàn vấn đề này, ta coi thử nó như thế nào thưa quý vị câu trả lời như thế này nè. vâng dù trong tình huống như vậy dù ông Trump không là tổng thống nhưng khả năng ông cướp chức tổng thống là có thật là có khang cướp như nào vậy có một số cách ông cướp được một cách rất là cực đoan rất là khổ, trong những điều kiện rất là đặc biệt cái điều kiện đầu tiên á ông ta phải cần hội đủ những cái người đồng minh của đảng cộng hòa làm trong các cái bộ phận dân cử như quốc hội thượng viện hạ viện và một số tiểu bang thống đốc tiểu bang vân vân thì nếu ông ta hội đủ những điều kiện như vậy ông ta có thể lập một lỗ cái chính phủ của một tổng thống Kamala nếu, nếu nếu cần thiết thì hiện nay có một người độc giả tuần trước có gọi tôi hỏi vấn đề nếu như bà camry chấp nhận và bà, bà thắng cử mà quốc hội không thừa nhận tối cao pháp viện không thừa nhận thì bà camry có làm tổng thống được không và người tổng thống mỹ sẽ là ai một câu hỏi rất là khó chúng tôi chưa có dịp đọc hết tài liệu để trả lời chúng tôi hứa sẽ trả lời trong ngày nào đó và nếu như các quốc hội trong các các người lập pháp trong quốc hội kể cả thượng viện và hạ viện mà không công nhận người đắc cử để chức tổng thống không phê chuẩn người đắc cử để chức tổng thống và cái thành phần mà đại diện các tiểu bang các cử tri đoàn các tiểu bang về để bỏ phiếu thông qua từ tiểu bang hoặc không đủ số phiếu là 270 phiếu cử tri đoàn để chuẩn y cái người đã làm tổng thống thì cuộc bầu cử của tổng thống cái vị tổng thống mới trong vòng tranh chấp và khi mà có đủ cái số phiếu của thượng viện của cộng hòa thượng viện cộng hòa hạ viện và cộng hòa các thống đốc các tiểu bang này nào vân vân thì việc lật đổ có thể xảy ra có có thể xảy ra rất là dân chủ không đổ máu nhưng mà lật đổ được nhưng mà nếu cái điều kiện mà ông Trump mà thua tổng thống và dân chủ thắng hạ viện dân chủ thắng thượng viện thì cái chuyện đó là có thể có thể làm được có thể giúp Trung trung làm tổng thống và và dụng trong thua cử đồng bộ, đồng loạt và đồng lòng. Ba chữ đồng, đồng bộ, đồng loạt và đồng lòng của những đảng viên Cộng hòa, những viên chức Cộng hòa, những dân cử Cộng hòa cùng phối hợp và làm, nhất quyết mà làm thì có thể làm được. Đó là luận lý của cái bài viết ngày hôm nay. Ví dụ như ở tại Hạ viện thì nếu như Hạ viện Cộng hòa vẫn tiếp tục thắng cử trong những kỳ tới và ông Mike Johnson là đệ tử trung thành của ông ông Trung làm chủ tịch vẫn là chủ tịch hạ viện và nếu ở thượng viện và thượng viện mà ông đảng cộng hòa chiếm đa số và cái người làm chủ tịch đảng cộng hòa tại thượng viện đó, thì lại là một cái đồng minh của ông Trump thì chuyện ông Trump chiếm cái cái quyền của, của chiếm chức tổng thống qua thượng viện và hạ viện là có thể được trong khi chúng ta biết chắc rằng cái cái cái, cái tối cao hạ viện đó, thì đa số là đến của ông Trump. đa số đến ông Trump là tối cao hạ viện chúng ta thấy thắng chưa thắng hạ, hạ viện có thể thắng thượng viện có thể thắng và như vậy cuộc lật đổ mà trong các thống thống đốc của Hoa Kỳ thì đa số là của cộng hòa nhưng mà của dân chủ như vậy ông ta có thể một bày ra một cái scheme một cái âm mưu để lật đổ của bầu cử dù ông thua rét gan về cuộc bầu cử tổng thống điều này xảy ra không xảy ra được bà cam làm gì kiện ra tối cao pháp viện cũng sẽ bị sự thua kiện ra quốc hội cũng bị sự thua thì Camarus làm cái gì quân đội thì không can thiệp vào chính trị thì làm gì chấp nhận mất cái chức tổng thống về tay ông 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 Trump và điều này có thể xảy ra do vậy những người nào mà yêu mến của đảng dân chủ thì phải đi bầu không những bầu chức tổng thống cho bà Kamala mà bảo đảm chống hồ họa này của ông Trump có thể gây ra là bầu cả dân biểu thượng sĩ điều là dân chủ luôn thì chúng ta không cơ chế thì dân chủ từ Thượng viện dân chủ hạ viện bị dân chủ tại tòa đó thì không cách chi mà ông ông Trump có thể vẫy vùng được thua là về vườn. Tại sao ông Trump muốn làm như vậy? Tại vì ông biết rằng lần này mà ông thua đó, ông ông hai lần chết. Người ta kêu là người chết hai lần thì gia nát tan. Đó là một câu ca khúc của Trịnh Công Sơn. Người chết hai lần thì gia nát tan. Ông chết trước Tổng thống, ông chết cái gì nữa? Hàng bao nhiêu vụ kiện đang chờ đón ông ta. Đặc biệt là cái vụ 34, 34 tội hình sự tại New York có thể ở tù và những cái vụ kiện khác hình sự đã diễn ra nữa như vậy nếu mà chúng ta ông Trump không thắng chứ tổng thống thì chuyện thay vì làm tổng thống ông thay vì là tù nhân ở tù ông Trump đâu muốn ở tù tuổi già sức yếu bệnh tật không muốn ở tù cho vậy bằng mọi cách chúng sẽ lật đổ bằng mọi cách chúng sẽ chơi và như vậy nếu mà ông ta có những cơ hội thuận tiện á có cơ hội thuận tiện như vừa nói là cộng hòa cầm hạ viện Johnson Mai Johnson cầm chủ tịch hạ viện rồi cộng hòa cầm thượng viện và ông là ông chỉ trang trích tổng thống thôi mà đa số các thống đốc là cộng hòa thì chuyện một lật đổ easy thì nó dễ dàng cho vậy ta phải rất phải loại trừ những yếu tố thuận lợi trong trung làm làm tổng thống thì mới có cơ may loại ông trung ra khỏi cuộc tranh giành bất hợp pháp với năm tổng thống năm 2020 nghìn hai mươi ta thấy ông làm cái gì năm 2020 là thua cuộc tét từ đây ra ông ra buộc bầu người đánh cấp của bầu cử dân lận ai đánh cấp ông nâng cấp ai dân lận ông dân lận georgia ta biết rồi đây ai đánh cấp rồi một số tiểu bang arizona năm tiểu tiểu bang ai đánh cấp ông trump đánh cấp bông hô là của bộ cử bị dân lận của bộ cử bị bất tín nhiệm gà để gà tục tác thưa vị cho nên muốn có một con đường duy nhất để bảo đảm dân chủ nước Mỹ và đây là lần cuối cùng trong ra tranh cử Và lần cuối cùng đất nước bị đe dọa thì tất cả người dân của chúng ta kể cả người Mỹ gốc Việt của chúng ta nên đi bầu và bầu thật đông và chúng ta mới tránh được cái tài họa này thì đó là một chuyện bản tin đầu tiên chúng tôi gửi đến quý vị đó là bản tin của ông ký giả Journey và nhiều ký giả của hãng, hãng tin Politico đã đưa ra trong ngày hôm nay. Đó, thì chúng ta có thể theo dõi để, mà, để làm được điều gì. Ông trâm miệng gọi là voting fraud, gian lận bầu cử, Irregular, irregularities, hiện tượng bất thường trong bầu cử ông kêu gọi điều tra vân 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 vân, chẳng có cái gian lận gì đâu cả, Mà gian lận chúng ta gian lận mà thôi. cả bản tin đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị, nghe quý vị có sợ không? Nghe, chúng ta có những cái, cái, cái sự sở thích mà nó trái ngược nhau. Trong cái lúc mà có một số người cho rằng nhờ ông á có số người rất ghét ghét ông trùm chê trách ông Trâm muốn ông trâm về vườn đi nhưng mà nếu ông về vườn đời sống buồn lắm truyền hình cũng ít cái dịp nói sôi động hơn radio cũng ít cái dịp nói sôi động hơn và báo chí internet ít cái dịp sôi động hơn có ông trâm có phiền toái thật nhưng mà nó có rất là nhiều tin tức hấp dẫn ngày nào cũng có tin tức hấp dẫn Nổ ra rồi Và bây giờ chúng ta bước sang một tin thứ hai Và đến giờ này câu hỏi lớn nhất trong hai tuần cuối cùng nó thấp thoát nhanh quá bây giờ còn hai tuần nữa thôi thưa quý vị còn hai tuần nữa tới ngày bầu cử tâm phát rất nhanh cho tới giờ này thời điểm này thì có bầu cử chạy đua với ông Trump và Kamala Harris thế nào. Chúng tôi đã nói với quý vị là mỗi ngày chúng tôi điểm tin cho quý vị coi thử cuộc chạy đua hai bên như thế nào rồi. Và cho đến giờ phút này, cuộc điểm tin sáng nay cho biết theo một số hãng hãng Suffolk University và, và truyền hình và truyền tờ báo USA Today. Đây là hai cơ quan truyền thông lớn, cơ quan tham dò lớn. Thì họ cho là gì? Cho tới ngày hôm nay, hai tuần lễ trước khi bầu cử thì bà Cambridge còn gác ông Trump tuy nhỏ nhưng mà gác ông Trump gác bao nhiêu là gác một phần trăm tuy nhỏ nhưng số đó còn gác công số người hiện nay chạy bằng số băng tin như này là kết quả dự đoán exit poll là thăm dò sau khi mà bầu cử xong á thì rất là thuận lợi cho bà camera và có thể thắng lớn trong đợt này. Một số hãng tham gia cho rằng ông Trung đang dẫn, một số hãng tham gia ông Trung đang thua. Một như sáng nay cái bảng tham gia chúng tôi đọc đó, là bà camera nay đang dẫn Trung, tuy rất ít dẫn nhưng mà mới nhất này thì đang dẫn có 1% phần mà thôi. Đó là theo tờ báo nổi tiếng nhất của Mỹ là USA Today và hãng tham gia dự luận nổi tiếng là Suffolk University thì chúng ta coi thử cuộc thăm dò thì như thế nào nha thưa quý vị là ông Trump thì 44% và Camarix thì 45% cách biệt nhau được 1% nếu mà tỷ số cách biệt như vậy đó mà nó xảy ra đúng như vậy thì rất có thể khiếu nại rất có thể khiếu nại đếm phiếu đại đếm phiếu tới đếm phiếu đuôi kiểm phiếu với gian lận hay không gian lận không, rất là phức tạp một cái họ ở còn các cái kết quả khác như thế nào sau ngoài cái ông tổng thống Trum cường ông Trum và bà Kamala thì các ứng cử viên tổng thống của các đảng các đảng độc lập đó thì cao số phiếu rất là thấp dưới 1% dưới một không có cái ứng cử viên độc lập nào không có ứng cử viên nào ngoài ông Trum và Kamala có số phiếu cao cả tất cả đều dưới 1% cuối trong có nghĩa là quá thấp thưa ba mươi quý vị và cái số người mà chưa quyết định bỏ phiếu cho ai mặc dù còn hai tuần lễ nữa hai tuần lễ nữa bầu cử tuy nhiên số người quyết định ở 95% cho người biết là bị bầu cho ai 95% và số người chưa quyết định đó chỉ có 5% mà thôi trên càng ngày cái số người chưa quyết định càng ít trước đây mười mấy phần trăm bây giờ còn 5% có nghĩa là ông Trump và Cam Lý vẫn quần vũ vẫn đi chỗ này chỗ nọ nói chuyện các tiểu ban chiến địa nhưng một số người chưa có đi còn rất ít cái năm thôi nên kết quả có thể thay đổi lớn nhưng không có thay đổi gì nữa từ đây ngày bầu cử tôi nghĩ không nên là bao nhiêu có thể ông Trump hơn một và Cam Lý hơn một hơn một nửa gì đó thôi không thể hơn nhiều được bởi vì hết hết phiếu bầu thưa vị cái người mà cái người mà undecided cái người mình đến giờ này chưa quyết định bầu cho ai nữa cái số người rất là thấp chỉ có năm thôi và trong đó có thêm ba này nữa là không biết họ đứng bên nào ba còn lại đã cho biết họ từ chối không trả lời từ họ ủng hộ ai cả từ, từ chối không trả lời họ ủng hộ cái ai cả như vậy nói cách khác hơn đó, là chỉ có năm thì chưa quyết định bầu cho ai thôi còn tất cả hoặc là tiết lộ không tiết lộ điều họ đã có người đã chọn rồi một hiện tượng khá đặc biệt đó, là bà Kamala Harris không được ủng hộ của cử tri Latino và cái sự ủng hộ của, của cử tri mà da đen cũng chưa đến tuyệt đối. Cử tri da đen ủng hộ bà Kamala Harris vẫn rất là cao, là 72% so với 417% thôi. Nhưng mà so với thời kỳ của ông Barack Obama da đen, sau so, thời kỳ ông Biden thì cử tri da đen ủng hộ rất là cao 85% 90% trong lần này cử tri da đen ngồi vào Camarit bắt đầu bà là da đen tại Ấn Độ nhưng mà một số người bị da đen ngồi vào ta chiếm rất là đa số nhưng mà chưa tuyệt đối chỉ mới 72% thôi thì hy vọng là những ngày tới cộng đồng người da đen sẽ có thì gia tăng ủng hộ bà Camarit chúng ta chờ xem và cười người mẹ đó, thì cái điều lạ lùng trong thời gian Barack Obama ra thì người mẹ ủng hộ rất đông trong thời gian Biden ra cũng là người mẹ ủng hộ rất đông Như lần này bà Kamala ra đó số người mẹ ủng hộ bà Kamala thấp hơn ông Trump là 11%. một phần trăm tri mẹ ông cử tri người mẹ ủng hộ ông ông Trump cao hơn 11% phần trăm so với bà Kamala ông Trump 49% phần trăm và bà Kamala ba mươi tám phần trăm thôi cho thấy rằng đó là cái chỗ mà Cam lý cần phải phải cải tiến. Tuy nhiên, số người cử tri mẻ và người cử tri da đen cũng phải tính cái điều này nè. Độ sai biệt rất là cao tới 9% như 9% ví dụ người uh, ủng hộ và và Cam trong da đen là 72%, thì nếu qua được tối đa cử tri da đen đó, thì lên có thể lên 81%. Uh, thì đó là cái cái sai biệt lên tới chín một số sai biệt rất là lớn uh. đó là cuộc mà thăm dò được báo trước trong hai tuần lễ trước ngày bầu cử như vậy cho thấy rằng đến giờ này tuy bà Camry có những khó khăn hơn tuy nhiên cái cơ hội cũng rất là lớn và ông Trump cũng có cơ hội tuy nó nhỏ hơn một chút xíu Tuy nhiên một số cuộc tham gia khác thì ông các các hội lớn hơn. Chúng ta chưa biết ai sẽ thắng ai. Ta chờ xem cuộc bầu cử lần này có head to head 50 50. Ta chờ xem. Và có cái điều rất là thuận lợi cho bà Camry lần này là cái độ tiền mà quyên góp của bà rất là lớn. Bà có hai cuộc hai cái quỹ nhiều quỹ tiền lắm và lên tới quý vị từ tượng tượng quỹ tranh cử và Camry trong tổng thống, số các nguồn lên 1 một tỷ sáu trăm triệu đô la lịch sử trong tất cả các lần tranh cử tổng thống từ ngày lập quốc đến giờ tại nước mỹ thì số lượng và tiền và cam kết nguyên cho phong trào và lên tới con số một 1, 1 triệu một 1, 1 tỷ chấm sáu trăm triệu trong khi đó thì ông Trump tổng số tiền của ông Trump cộng lại tất cả những nguồn khác nhau nên chỉ có 700 triệu thôi. Ông Trump nằm đối thủ rất là gồm, rất lớn. Nhưng mà so với bà Camaris thì quỹ của ông Trump là con nhà nghèo có 700 triệu thôi trong khi quỹ bà Camaris tên là 1, tỷ 600 triệu. Tiền của ông Trump toàn bộ thì chỉ gần bằng hơn bà Camaris tiền lẻ bà Camaris chút xíu thôi. Cho thấy số tiền bà Camaris và gây quỹ rất kinh khủng và bà quảng cáo tràn lan chi kê từ các tiểu bang thắng tiểu bang về tiểu bang thui bà quảng cáo ngay từ bà bảo cali tôi đây miền bắc đi trong cộng đồng việt nam chúng ta thì chúng tôi vẫn nhận quảng cáo và camaris mà do vậy bà quảng cáo rất kinh hoàng và thưa vị với số tiền như vậy thì bà có rất nhiều cơ hội để chiến thắng một trường. để chiến thắng một trường thì cái tiền thu không phải như một nguồn đâu họ thu bao nhiêu họ thu rất nhiều khác nhau đó ví dụ như gồm có bà Cambridge bà Ray được mình bả bà bà, 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 quyên góp mình bả tự tay bả bao nhiêu 928 triệu cho phong trào vận động gây quỹ của bà ta bà tự tay gây quỹ là 928 triệu và đại hội và trung ương đảng hòa trung ương đại dân chủ gây quỹ cho bà ta là 364 triệu ai nữa một cái ủy ban gây quỹ hỗn hợp cũng gây quỹ cho bà 307 triệu và như vậy tổng cộng ba cái nguồn gây quỹ đó cộng lại là một tỷ sáu hơn 600 triệu chút xíu kinh hồi số tiền đổ của bầu cử mỹ ô cơ tổng thống Mỹ ngày càng đắt. Trong lúc đó thì ông Trump khoảng dừng 700 triệu. Trong đó gồm... ông gây quỹ được là tự tay gây quỹ được 375 triệu chỉ khoảng một ba của ông, bà Kamala Harris mà thôi và ủy ban trung ương đảng cộng hòa gây quỹ 281 triệu và cái các ủy ban hỗ hợp các gây quỹ 145 triệu như vậy tổng cộng là ông thua rất là xa và Kamala Harris kinh hoàng ngày nay cái chức tổng thống mỹ nó cao giá quá Chúng ta biết một vị tổng thống là một năm khoảng 400 000 Ba năm đó, bốn năm là một triệu 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 sáu. Thì số tiền gây quỹ lần này mà có là triệu sáu rồi. Kinh khủng quá. Chức tổng thống Mỹ rất là đắt. Thưa việc Và coi có tiền thì có, có, có làm ra chức không? Và bà Chi thu vô cũng nhiều. và Chi cũng rất là dữ. Bà Chi rất là kinh hoàng. Chi gần sạch bách tiền luôn. Là Chi gần. Còn lại, hiện nay còn lại 50 triệu. Hai tuần cuối cùng còn 50 triệu. Bà Chi như vậy. Trên 1 triệu. 500. 1 tỷ 550 triệu. phải là chi rồi. Làm 3 tháng chi 1 tỷ. 550 triệu. Chi kinh khủng không. Chi vào đâu chi vào các cái quảng cáo về digital quảng cáo điện tử chi vào đâu trừ các, các truyền hình cable chi vào đâu chi vào radio quảng cáo radio chi vào đâu nữa chi vào rất là nhiều nhiều mục. do vậy cái tiền thu vô cũng nhiều mà chi ra rất là dữ và trong cái lịch sử tranh cử thì luôn luôn đảng chủ gây quỹ tốt hơn đảng cộng hòa ví dụ như thời kỳ mà 2016 đó, thời kỳ cũng ông Trump đấu với bà Hillary Clinton đó, bà Hillary Clinton cũng gây quỹ hơn ông Trump là 200 triệu và sau đó 4 năm thì ông Biden đấu với ông Trump thì ông Biden cũng gây quỹ hơn ông Trump là 270 triệu và bây giờ ông, ông gây quỹ là hơn 900 triệu kinh khủng như vậy và Cambridge gây quỹ hơn 900 triệu và bây giờ Chúng ta nói cuộc chạy đua của hai bên Tại vùng chiến địa nó quan trọng Thì bà Kamalik và ông Trump đó, Đang trong những ngày này Đang vận động Tại các địa ban chiến địa Trong ngày hôm nay Vào thời điểm vào 15 ngày trước ngày bầu cử Hai địa ban này vẫn cày bừa Trên các địa ban chiến địa và cuộc đua hai bên vẫn còn sát nút trên mà vi toàn quốc một cuộc thăm dò mới cho thấy rằng cử tri đã trong bảy tương chiến địa đã chia ra cho chia rẽ ra ra phân hai ra tương đối khá ngang bằng nhau giữa hai bên ông, ông donald trump và bà camaris và có một điều đặc biệt đó, là bà camaris đã Bà Harris cùng đi cặp đôi với bà Lee Ch Cheney làm người cựu dân biểu đảng Cộng hòa thật con phó tổng thống Cộng hòa đi Cheney đến các tiểu bang Bình tay để vận tranh cử. và Đại những tiểu bang nào? Đó thì bang Pennsylvania với 19 phiếu cử đi đoàn, phiếu cử đi đoàn đông nhất trong các các bảy tiểu bang chiến địa tới Michigan chỗ mà cử tri chống đối ông Trump rất nặng trong thời gian Trump về đây nó nói chuyện và bị chống đối tại bang Wisconsin nữa, tiểu bang mà gần như ít có khi nào rơi vào tay của dân chủ, phần lớn nằm tay cộng hòa. Và như vậy đó, thì bà cao biết cày bừa ba tiểu bang này, Pennsylvania ngày hôm nay, Michigan và Wisconsin, trong khi ông Trump cũng cày ba địa điểm tại North Carolina và cũng đang vận động và đồng thời ông Trump cũng đang bước vào cũng nhà thờ để nói chuyện với các lãnh đạo như các tu tôn giáo và cuộc bầu cử mà bỏ phiếu bằng bằng thư bỏ phiếu sớm đang diễn ra càng mạnh mẽ ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái việc bỏ phiếu bằng thư đang diễn ra tại Texas ngày hôm nay và một số các tiểu bang khác cũng diễn ra ngày hôm nay theo báo cáo chúng ta thấy là cái cuộc bầu cử sớm ngày đầu tiên tại tiểu bang Georgia đã gây kỷ lục gần gấp 300% số lượng cử tri đi bầu. Nó kinh khủng quá. Cho nên cái số người năm nay họ đi bầu rất đông có thể có thể họ muốn ủng hộ trong vào tranh chức tổng thống và có thể họ chống đối Trump hay mà theo nguồn tin đó, gọi là exit poll đó, là thăm dò khi mà bầu cử xong đó, thì đa số cho rằng bà Trump đến tăng thắng lớn. Số người đi bầu sớm bầu bà Trump đến rất là nhiều. Chúng ta chờ xem và cái chuyện này đang nổ ra không biết nó nổ tới mức độ nào người ta chưa biết và nếu nó nổ ra đến mức tối đa thì có thể ông Elon Musk ông Elon Musk là cái người mà tỷ phú số một của thế giới người Mỹ tỷ phú số một thế giới và ông ta có thể bị kết tội và có thể bị ở tù vì ông ta có quyết định là chi ra 75 triệu để giúp đỡ phong trào tranh cử của ông ông Trump ông Trump thì ông lần vì lần này chúng ta thấy ông cái kiếm có 700 tỷ thôi tất cả đại hội trung ương đảng cộng hòa các quỹ khác đảng cộng hòa ông Trump trực tiếp trên trên gây quỹ tổng cộng lại chỉ có 700 tỷ 700 triệu thôi trong khi của bà bà Cam Đinh, 1 6, là Sa Đinh một tỷ sáu hơn tới chín trên 900 triệu gần một tỷ hơn ông Trump ông Trump có thể nắm con nhà nghèo và ông phải dựa vào tỷ phú năng địa tỷ phú mời các tỷ phú về Maradago để ông ta chiêu đãi và kêu gọi mời các nhà đầu tư dầu hỏa là ông ta sẽ khai bỏ dầu hỏa ra hết cho quý vị khai thác nếu mà ông các vị hỗ trợ một người một tỷ cho ông ta để trên để mình đặt cử đầu tư ông ba ve vẹn đầu tư trong con con người mà ông ve, ông ve vẹn đó thì có một con cá lớn cá mập đã đi theo ông ta đó là ông Elon Musk ông Elon Musk trước đây là một người chống Trump và trước đây ông Elon Musk là gì là người tuyên bố là không đứng bất cứ một đảng chính trị nào trong các cuộc bầu cử đứng trung lập để độc giả của dân chủ cũng đọc độc giả cộng hòa cũng đọc cái trang uh, Twitter của ông ta và sau đèn đổi sang trang, trang trang S nhưng mà sau gần đây thì ông ta thay đổi định hướng ông ta quay qua ủng hộ ông Trump và ủng hộ rất một cách quyết định ông bỏ ra gần đây ông bỏ ra một 75 triệu đô la và trong đó còn 15 ngày cuối đó mỗi ngày ông chi ra mỗi ngày ông chi ra là một triệu đô la cho người cộng hòa ủng hộ những người mà ghi danh bầu bầu cho đang cộng hòa thì vừa rồi nó đưa danh sách tên của một số người nhận một triệu đồng của ông ta và cái hành động của ông Edin đang bị pháp luật nhìn ngó và theo một chuyên viên về pháp lý cho rằng hành động đó dùng tiền mua chuộc cử tri đó có thể phạm luật có thể phạm hiến pháp mỹ và có thể bị truy tố và có thể bị tù thì chúng ta thấy hai bên đang rình mò nhau rất dữ phía ông trump cũng là truy tố rất nhiều phía dân chủ và phía dân chủ cái hành động này cũng animals, thì không thể thoát ra khỏi con mắt quan sát của đang chủ và có thể họ ghi số đen và chúng ta biết rằng ông nhân vật là thống đốc từ bang Minnesota, ông Tim Goins là ứng cử viên phó tổng thống cho bà Kamala Harris, ông đã tuyên bố rằng ông Elon Musk có thể phạm pháp. Ông ta không nói chuyện phân tích pháp lý và ông ta không muốn làm thay thế vai trò của một luật sư do ông ta nêu cái vấn đề này ra và ông ta cho rằng có thể ông ta, ông 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 Elon Musk có thể vi phạm luật tranh cử bằng cách lấy tiền mua chiếc chuột phiếu lấy tiền mua 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 cử tri ông cho cái hành động cái chiến thuật này có thể là bị dính vào quy định luật pháp thì ông ta cho như vậy và tất cả những việc đó là do các chuyên viên pháp lý các chuyên viên mà mình bầu cử họ sẽ tìm hiểu vấn đề này thì ông bỏ ra 75 triệu vào đâu vào là cái quỹ super park của ông ta để ông ủng hộ ông Trump còn triệu mỗi ngày chia 5 triệu để cho thì người dân cuốn về hướng này Mà đi bầu cử ai cũng đi bầu cử và bầu cử mà được 75 triệu thì ngu dựng bầu mỗi bầu cử được một triệu thì ngu dựng bầu nếu một năm một người công nhân trung bình nước Mỹ đi làm khoảng 50 triệu là một năm 50 ngàn một năm là 50 ngàn thì một tỷ mà một triệu tiền của ông Elon phải tặng thì bằng 20 năm đi làm bỗng dưng đi bầu trong trung may mắn trúng số được mỗi ngày ông phát ra cho một, một triệu bằng 20 năm đi làm thì quý vị có nghĩ là còn hơn là trúng số độc đắc nữa thì có nhiều người sẽ đi một con đường đó và sẽ cuồn cuộn vào trong trung là cuồn cuộn đổi sang một trong trung để may hy vọng trúng số như vậy cái tình hình nước bị bầu cử đang thì cuối còn rất là cay đắng nhiều chưa chua chát nhiều thông tin Chúng tôi sẽ tiếp tục thưa quý vị trong văn bản tin chiều tối nay với nhiều anh em khác. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị một ngày bình an. Xin chào quý vị.